Đón mừng năm mới ở thủ đô London, tin từ London, dân chúng và du khách ở London đã tập trung dọc bờ sông Thames để xem bắn pháo bông, ước tính khoảng 250.000, xem 11 phút pháo bông ngoạn mục vào lúc thời gian bước vào năm 2013. Nhiều người đã tới sớm, chiếm các nơi thuận tiện trước khi các đám đông đổ tới. Trên 3.500 cảnh sát đã được huy động để giữ an ninh. Trên 150 người tình nguyện đi trao tặng bản đồ thành phố cho du khách. Năm 2013 là năm quan trọng của thành phố London. Năm 2012 là năm quan trọng của thành phố London đã tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè, ăn mừng 60 năm lên ngôi của nữ hoàng Elizabeth và ít nhất là trên 10.000 người trình diễn từ 20 nước đã tới London để tham dự buổi diễn hành trong ngày đầu năm 2013.